Bạn có biết cảm giác khổ cực nhất trên quả này là gì không? Đó chính là bỏ hết tâm tư yêu thương một người nhưng sau cuối lại phát hình thành bản thân bị lừa, đã vậy còn là bị lừa bởi một mánh khóe cực kỳ trung hiện giờ biên tập ảnh. Tất nhiên, đối phương có thể không lấy tiền của gamer thủ, cũng không làm hại gì gamer thủ nhưng riêng việc làm con tim yếu đuối ớt của gamer thủ bị sốc là cũng đủ đáng trách rồi. Dân, nếu gamer thủ muốn trải qua cảm giác này, xin hãy gia nhập hội những người đã, đang và sẽ. Hẹn hò qua mạng. Hẹn hò qua mạng không xấu, nhất là trong thời đại công nghệ tạo ra như hiện giờ nhưng trước khi hẹn hò thì hãy nhớ sẵn sàng tinh thần rằng đây chẳng khác gì trò may rủi ro nhé. Không tin thì đọc ngay câu chuyện dở khóc dở cười cợt của nam thanh niên đến từ Trung Quốc này đi. Chàng trai cứ ngỡ gamer thủ gái qua mạng của mình là một cô nàng siêu xinh tươi. Chuyện là nam chính có tình cờ quen một cô gái qua. Ở thời điểm mà bằng hữu của gamer thủ đều đã có bộ hoặc thậm chí đã kết duyên hết thì việc có một cô gái giọng hay, dịu dàng, trò chuyện thông minh ngày nào cũng trao chiêu với gamer thủ chắc chắn sẽ khiến gamer thủ rung động thôi. Và chàng trai này không phải ngoại lệ. Chưa kể đến việc, qua những bức hình cả hai thương lượng với nhau, cô gái này có vẻ như còn là một mỹ nữ với khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao, mái tóc dài thước tha, nói chung là xinh. Cả hai soàn xỉnh thương lượng ảnh chụp cho nhau những lúc trò chuyện khiến anh chàng càng thêm tin yêu mình đã gặp gỡ được mỹ nữ. Cả hai trò chuyện một thời gian thì đã quyết định hẹn hò. Dù yêu nhau qua mạng nhưng họ vẫn soàn xỉnh xuyên dành cho nhau những bức thần lãng mạn không soàn xỉnh cắt cao bô bình soàn xỉnh khác. Được khoảng 8 tháng, vì nghĩ tình cảm đã đủ chín, chàng trai đề nghị gặp gỡ mặt trực tiếp. Có lẽ thời điểm đưa ra đề nghị, anh chàng không thể ngờ được rằng đây cũng chính là cách anh chàng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình. Bởi nào ai tưởng tượng được việc người con gái mình thương, mình nhớ lâu nay ngoài đời trông lại chẳng liên quan gì đến ảnh như thế. Hụt hẫng, thất vọng, khó chịu là những cảm xúc đang xen trong lòng nam thanh niên khi gặp gỡ gamer thủ gái qua mạng ngoài đời. Anh chàng thú thực, vẫn biết con gái hay dùng filter khi tự sướng nhưng khiến bản thân hoàn toàn khác đời thực như vậy thì thật khó chấp nhận. Thế nhưng khi hẹn gặp gỡ ở ngoài, cô gái trông không hề giống trên ảnh mà mập hơn, dáng người thâu hơn, ngũ quan cũng xoàn xỉnh xinh. Câu chuyện vừa hài hước vừa buồn của chàng trai đã được cư dân mạng cho ngay vào tuyển tập 1001 sự cố khi hẹn hò ông Lene. Và sau kỷ niệm buồn này, anh chàng của chúng ta đã tự hứa là sẽ cạc mặt luôn việc thương qua màn hình như thế, thay vào đó là nỗ lực ra ngoài nhiều hơn, vì biết đâu sẽ va phải định mệnh đời mình ở trên phố.